table. Bàn, cái bàn mình không có tật là table hết trơn á. Mình sẽ đọc là table. Again, trọng âm tiết thứ nhất nha, gồm những âm sau. T, A, nhớ mà A không ạ? Kéo dài ra nhá. A, table, đúng không? B, nhớ cong lưỡi lên nào. B, và chúng ta ghép vào. Table. Vây. No, mọi người ơi, cái từ này mình sẽ không đọc là vây như kiểu vây cá nhá. Ok, cái từ bình hoa, lọ hoa đúng không? Chúng ta sẽ gồm các âm sau. Mình sẽ đọc là vase. A, cái âm A này mọi người kéo cái I ra nhá. A, được chưa? Chứ không phải A, vây đúng không? A, thế thì âm S đằng sau này. Nối vào. Vase. Ok, ngoài ra còn một cách đọc khác nữa mà người Anh người ta sẽ đọc là vase.